Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Và tình hình là mình đang nghỉ dưỡng ở trên đảo trên đời thì vô tình có một cái người trao đổi cho cướp biển xuất hiện. Và lúc mình nhấn vào người này thì họ bán cho mình một cái Torment Rooms. Cái này là cái vật phẩm rất là hiếm nha. Coi cái giá của nó kìa, 45.000 Belly cho một cái. Hơi đắt một tí nhưng mà mình sẽ mua. Tại vì với cái vật phẩm này thì mình có thể trở thành đấng chúa trời Enel á. Ơ, mà nói Enel thì mình mới nhớ, mình cũng sở hữu được trái quỷ của Enel luôn. Đó chính là trái Goronomy ấy. Được được được, về nhà. Chần chờ gì nữa, ăn liền cái trái Goro thôi nào. Ồ, mình để cái trái Goro trong nhà hơi bị lâu rồi đó. Nay sẵn dịp thì chắc chúng ta sẽ ăn luôn á, để test thử sức mạnh của đấng chúa trời xem như thế nào. Nhưng mà trước khi ăn trái ác quỷ Goro này thì để mình trả nhiệm vụ cái đã, cũng như là nhận thêm một cái nhiệm vụ cuối cùng của cái phong cách chiến đấu kiếm sĩ này nè. Uầy, cái nhiệm vụ cuối cùng này căng nha. Tiêu diệt 30 kẻ địch khi kẻ địch đang bị cháy nè, và cũng như thêm 10 kẻ địch trong lúc mà mình bị cháy luôn. Wow, nhiệm vụ cuối này hơi căng đó nha. Được một xíu thì lên đường thì chúng ta sẽ cố gắng làm luôn cái nhiệm vụ này. Còn về áo giáp, để đi làm nhiệm vụ thì mình sẽ chế tạo một bộ giáp mới. Vì cái giáp vảy rồng của mình hiện tại nó hư khá là nhiều rồi, mình sẽ cất hết vô trong á. Mình sẽ chế tạo một cái bộ giáp mới bằng loại khoáng sản mà chúng ta đã săn được trong thời gian trước. Đó chính là cái quặng Fluorite này nè. Cái này thì mình có thể nén lại thành những cái khói, rồi từ những cái khói này mình sẽ chế tạo thành nón nè. Wow, coi cái độ bền kìa, nó cộng cho mình tới 20 độ bền lận á, nó rất là bền á. Thêm một cái quần và một cái ủng. Và có chắc sẽ nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình lại không chế tạo cái áo, đúng không? Tại vì vị trí cái áo thì mình sẽ gắn cái Torment Room vào á. Tên tên, trời trời, nhìn khá là giống Enel luôn nè. Được thật sự. Giờ chỉ thiếu mỗi năng lực của Enel thôi á. Một tí thì chúng ta sẽ ăn rồi lên đường ha. Và hôm nay mình mong là chúng ta sẽ tìm được một con tàu như ấy, để ba cái vị sư phụ này không có phải ở trên đọt cây giống như mình. Khổ lắm rồi. Mà trước khi lên đường thì ăn luôn cái trái này ha, để chúng ta còn sử dụng được năng lực của trái Goronomy nữa chứ. Và kỹ năng của trái Goro này thì có tổng cộng là 2, 4, 5, 6, 7 kỹ năng khác nhau và một cái kỹ năng nội tại nè. Số lượng là thấy hơi bị nhiều rồi đó. Thích thích, mình thích những trái nhiều kỹ năng giống như vậy. Giờ thì gắn vào và lên đường thôi. Mà khoan, từ từ hả, test kỹ năng. Test lạng quạng rồi nó làm cái đùng một phát. Cái cây của mình nó còn cái nịt là xong luôn á. Ok. Và cái trái Goronomy này á, kỹ năng đầu tiên của nó là mình khá là ưng ý luôn. Nó giúp mình có thể di chuyển cực nhanh, kiểu như là tốc biến vậy á. Đây, mình sẽ tốc biến qua bên đó nha. Đó, tốc biến siêu nhanh luôn. Với kỹ năng này thì mình có thể áp sát những cái con tàu hải tặc hoặc là tàu hải quân rất là dễ ha. Đó là một cái ưu điểm của trái này rồi đó. Cực kỳ tuyệt vời. Ở đây nó còn có cái xe chứa bản đồ quặng nữa nè. Mình có nên đi tìm quặng thêm không? Có gần mình không vậy? Ui, nó ở dưới nước rồi. Thôi. Ủa, khoan. Từ. Ủa, cái chỗ này... cái chỗ này mình từng đi qua rồi. Lần trước mình đánh bại một con rồng ngay chỗ đó kìa. Tính ra bây giờ mình đi nhiều nơi quá. Giết toàn là đi lại mấy cái nơi mình từng đi qua không á. Sợ thiệt chứ. Rồi, sơ qua là mình có một cái năng để di chuyển ha. Không biết là cái năng này có gây được sát thương cho kẻ địch hay không thì mình chưa rõ. Nó không gây được sát thương nha. Nó chỉ giúp mình di chuyển thôi. Ok. Tiếp theo nào. Ở đây có tên bán đồ cho hải quân nè. Mình không ưa tên này cho lắm. Mình sẽ thử tấn công tên này coi. Ủa, bị lắc máy hả? Wow. Ôi, mình dùng kỹ năng thứ hai xong lắc máy rồi. Gì kỳ vậy? What? Oh my god. Ôi, ghê vậy. Wow. Kỹ năng thứ hai nó tấn công một đòn thôi mà nó tạo ra một cái lỗ hổng to như vậy sao?
Cái trái Goro này nó mạnh dữ lắm nha. Mới có một kỹ năng thôi mà nó vậy rồi. Sức công phá siêu khủng khiếp luôn. Đây ví dụ với cái tòa tháp đó đi. Mình tưởng tượng tòa tháp đó là cái tổng bộ hải quân ha. Mình thử mình dùng một đòn vô đó coi. Có phá hủy được không? Wow, mất tiêu luôn. Mạnh nha. Kìa, phía xa xa mình thấy còn có cái tổ của con Hydra kìa. Không biết là nó có nhà không. Để mình thử mình thăm dò tình hình coi. Có nó không? Hình như nó đi chơi rồi. Con Hydra đi chơi rồi. Ồ, không có ha. Mình sẽ phá cái nhà nó. Ai biểu nó đi chơi, nó không ở nhà chi. Phá banh cái nhà nó luôn. Nó cho nó về còn cái nịt luôn. Nghỉ ở nha cưng. Ơi, vừa nói tổng bộ hải quân thì ở đây có một cái tổng bộ hải quân luôn nữa. Lần này thì mình đột nhập không cần phải dùng ghép bô đâu. Mình sẽ dùng kỹ năng của trái Goro này. Ui, oh no. Nó tốc biến không tới. À, như vậy thì nó chỉ tốc biến được một khoảng nhất định thôi á, chứ không phải là lúc nào cũng tốc biến xa nha. Ra là vậy. Rồi bọn chúng, bọn các người đi ra. Đi ra cho các. Ui, nó bắn đạn độc. Trời đất ơi. Có tên đội trưởng hải quân ở đây luôn. Mình sẽ chờ cử hắn. Đi ra chỗ khác. Mình gặp mấy tên mà dùng đạn độc là mình né ra liền. Mặc dù mình là trái hệ Logia, nhưng mà nó dùng đạn độc là mình hít khói độc mình cũng ngậm cú tỏi như thường nha. Rồi, một cái rương vàng. Mới bắt đầu chuyến đi thôi mà chúng ta đã có rương vàng rồi. Một cái thư tri nã. Một cái còng nữa nè. Ây da, cái còng này hơi bị căng nha. Cái còng đó làm bằng hải lâu thạch đó, nên mình đụng vô một cái là mình mất năng lực trái quỷ liền luôn kìa. Nguy hiểm chưa? Phải cẩn thận mới được. Rồi còn vài tên ở đây mình sẽ xử nốt luôn ha. Để mình... khoan, từ từ ha, dùng tiếp kỹ năng. Tại vì ở đây nó còn nhiều rương mà mình cần phải loot lắm. Này, ở dưới này có cái rương nè. Tốc biến xuống. Có thanh niên này canh gác. Này thì canh gác nè. Ôi, chỗ này không có rương rồi. Thường thì cái rương này dễ có mấy cái rương gỗ lắm. Rương trái quỷ bằng gỗ ấy. Bữa nay không có rồi. Ở dưới này thì là phòng vũ khí thì phải. Chính xác luôn. Dưới này thì chỉ có mấy cái phòng vũ khí thôi ha. Chắc bây giờ mình sẽ tiễn dòng mấy thanh niên này luôn đi. Mình còn khá là nhiều kỹ năng nè. Mình thấy kỹ năng thứ 3 của trái Goro này cũng khá là ok la nè. Tấn công thử coi. Và cái khi dùng kỹ năng của trái quỷ này á là mình sẽ được đứng yên ở một lúc luôn á. Hay nhờ. Được quá ta. Ví dụ mình muốn dùng kỹ năng của trái này là mình có thể đứng yên trên không một khoảng thời gian nè. Khá là tiện để mình có thể đợi hồi ghép bô và chúng ta sử dụng tiếp những cái lần tiếp theo ha. Trái này mạnh thì có mạnh đó, nhưng mà sức công phá nó hơi cao. Thành thử ra có một cái nhược điểm là nhỡ mà mình gặp con tàu thì mình sẽ rất là khó lòng giữ nguyên cái hiện trạng của nó. Nên cân nhắc nha. Rồi. Mở đầu chuyến đi chúng ta có được một cái rương bằng vàng là cũng ok la rồi đó. Giờ thì mình sẽ test tiếp vài kỹ năng còn lại, sẵn tiện đó mình sẽ đi tìm vùng biển luôn á. Hy vọng là hôm nay chúng ta tìm được một con tàu ưng ý cho các sư phụ có nơi ở đàng hoàng nữa. Mình tìm được nhà của mụ Medusa nè. Wow, được. Mình sẽ test kỹ năng trên nhà của mụ ta luôn. Kỹ năng thứ 4 nè. What? Một tia thôi mà nó khoét được một lỗ trong nhà của mụ ta rồi. Cha. Rồi, mình còn kỹ năng thứ 5 nữa. Có vẻ thì kỹ năng thứ 5 và kỹ năng thứ 6 là hai kỹ năng mạnh nhất, nên mình sẽ test lên cái nhà của mụ ta ha. Kìa, đang tạo ra một cái đám mây đi rồi kìa. Sao đây? Wow, một đòn một banh cái nhà của mụ ta rồi. Ủa, mụ ta đâu? Ui, đừng nói một đòn một mụ ta đi luôn rồi nha. Hình như mụ ta banh sát luôn rồi. Thật khủng khiếp. Mất sát là có thiệt nha. What the heck? Cái trái này thật sự là trái của chú trời Enel có khác nhá.
Chỉ với một đòn duy nhất thôi là mình đã lấy được đầu của mụ Medusa độc ác rồi. Ghê chưa? À, thanh niên này. Thanh niên trao đổi cho hải quân nè. Chuyên gia phỉ báng những cướp biển nha. Được lắm, ngươi dám bán đồ cho hải quân chứ gì? Mình sẽ cho hắn bị giật điện ha. Này thì bán đồ cho hải quân nè. Ôi, sơ qua là mình thấy kỹ năng của trái này toàn là kỹ năng tấn công thứ dữ thôi. Còn kỹ năng cuối cùng thì sao? Thì chiêu cuối nè. Oh. Kỹ năng cuối cùng nó không phải là kỹ năng tấn công, nhưng mà nó giúp mình biến hình. Bây giờ mình biến thành hình dạng thần nè. Nhưng mà hơi mập nha. Dạng này là dạng bụng bia nè. hơi mập nha. Trời, ghê thiệt chứ. Vừa có kỹ năng di chuyển nè, vừa có kỹ năng tấn công diện rộng nè, và vừa có kỹ năng biến hình nữa. Cái trái này mình thấy nó khá là toàn diện luôn. Và khi mình biến hình thành cái dạng đặc biệt đó thì mình sẽ tăng cường sức mạnh. Những cái đòn đánh sấm sét của mình sẽ to hơn nè. Wow, tăng sức mạnh và tăng cái kích thước luôn à. Xịn vậy. Này thì cướp biển. Ủa, cái tàu cướp biển này hơi căng nha. Lấy trái táo vàng của nó ăn cho đỡ căng mới được. Còn thanh niên nào ở đây nữa không? Nó cầm súng nè. Và có một cái điều hay ở trái này là khi nó bắn mình, nó sẽ bị dội lại nữa. Wow, hay phết. Năng lực của hệ Logia này đỉnh thiệt. Nó bắn mình cái viên đạn nó sẽ bị dội ngược lại nè. Đó. Mình đâu có đụng vô nó đâu, nó tự dội lên nè. Hay nha. Chắc người cày lắm. Rồi, xử nốt mấy thanh niên này rồi lấy đồ ha. 7 ngọc Ender. Ê, Giàu to. Mình đang đi săn Enderman để lấy ngọc Ender. Mà trong con tàu này nó cho mình sẵn ngọc Ender luôn. Vậy thì đỡ phải đi săn rồi. Mà cái vùng này là mình thấy nó hơi bị nhiều lăng quăng á nha. Mình sẽ xử lý mấy con này cũng được. Láo tét. Ui, cái gì? Nó né được đòn tấn công của mình. What the heck? Really? Đỉnh vậy? Trời ơi, hay là con đó nó bị lắc ta? Chắc con đó bị gốc lắc. Ôi, cái trái này nó dễ gây lắc máy quá. Kiểu sức mạnh quá kinh khủng ấy. Kìa, lắc tới nỗi mà con lăng quăng nó nhảy đành đạch rồi. À, người láo tét. Người dám láo tét hả? Ăn một quả cầu sấm sét của mình là đi liền. Sao mà đỡ nổi? Nữa nè. Sao mà đỡ nổi? Nhân. Nạt. Đàn tính gáy thì nó bị dân game nhục thiệt chứ. Quê thiệt chứ. Buồn đó nha. Rồi, đằng kia là chỗ của mấy mụ Medusa cả. Ủa gì? Nàng tiên gái nha Mạo. Trời ơi, đang hát ngồi để dụ trai lành kìa. Đây này, mấy thanh niên này bị dụ chắc nè. Thấy chưa. Gặp nàng tiên cá nha Mạo dụ cái là tươm tướp lên. Được, mình sẽ triệt phá cái đường dây tươm tướp đó mới được. Sẽ dẫn sức rồi mình sẽ trưởng hai mụ ta ha. Không biết là trưởng tới hay không nữa, mình sẽ thử. À, mà quên. Với cái dạng đặc biệt này thì mình có thể di chuyển rất là thoải mái trên không nha. Vậy thì mình có thể đi tìm những cái con tàu xung quanh đây dễ dàng hơn rồi. Mình tự do bay lượn mà. Hợp lý. Quéo, bị vũ bây giờ. Nàng tiên cá nha Mạo cơ. Không được, mình phải triệt phá thêm một cái đường dây nàng tiên cá nha Mạo nữa mới được. Suýt nữa thì bị vũ rồi. Nguy hiểm thiệt chứ, được. Gần đây có tàu hải quân luôn. Ê, một công đôi chuyện. Từ để mình xử mấy cái nàng tiên cá giả mạo trước rồi đó. Để thôi một hồi mình đang đi thì bị mê hoặc xuống dưới biển là mệt á. Rồi xong rồi. Một nốt nhạc thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ áp sát vô cái tàu hải quân nha. Kỹ năng tốc biến tức thời nè. Uầy, tốc biến đúng nhanh luôn. Rồi mình đã áp sát vô rồi. Giờ ơi, cháy. Cũng được, cháy càng tốt. Sẵn tiện mình sẽ làm cái nhiệm vụ luôn. Hợp lý.
Ừ đúng rồi, bắn đạn cháy đi. Một công đôi chuyện, mình sẽ khều thanh niên này vô cái đám cháy ha. Đó, để chúng ta làm nhiệm vụ. Được bao nhiêu phần trăm rồi? Nè, được 70% rồi nè. Wow, khá là nhanh luôn. Hợp lý nha. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ đi xuống tầng dưới nữa. Cái rương... What the heck? Ôi. Ôi thôi xong rồi, mình bắn một cái bể cái rương luôn rồi. Rồi, coi như đó là bài học đi nha. Một xíu mình sẽ cẩn thận hơn mới được. Ôi cái gì đây, không đủ không gian gì đây. Rồi rồi rồi. Lúc mà mình biến hình á thì mình cũng phải có một cái chỗ rộng rộng một tí thì nó mới đủ không gian để biến hình á. Rồi đây 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 đây. Ủa cái gì nữa? Ồ. À đây nè. Ô may quá. Đúng là biến thành hình dạng chúa trời có khác. Bị mê hoặc nhưng mà vẫn bay vèo vèo được luôn. Đỉnh thiệt. Rồi mấy thanh niên này láo tét. Dám tấn công mình, dám tấn công mình hả? Cho ném mùi sức mạnh của kiếm thuật của mình nè. Hạn chế sử dụng năng lực trái quỷ khi mà ở trên tàu nha. Kẻo lại làm mất cái rương nữa. No. Lần này phải dùng rồi. Ui thôi xong rồi. Bánh cái xuồng đó nó sắp đổ cái xuồng. Chết thiệt ơi. Hên là mình chạy kịp. Một đòn một banh luôn cả con tàu rồi. Quá ghê gớm luôn. Mà tiếc là con tàu này lại không có cái rương trái quỷ. Không sao. Mình vẫn còn nhiều cơ hội mà. Gần đây mình thấy nó còn hình như còn vài con tàu nữa thì phải. Để mình nghĩ coi. Đúng không? À hình như còn có đúng một con tàu thôi chứ không phải vài con tàu đâu. À mình đang đứng ở đây để mình nghỉ ngơi các thứ bị con rồng này cà khịa. Thì ra ngươi chọn cái chết. Để mình dẫn sức mình cho nó một quả cầu. Một hit không sao. À nhưng hit thứ hai thì nó có sao rồi. Nó tan biến rồi. Quá ghê gớm ha. Quả thật đây là một trong những trái quỷ rất là mạnh. Phải lúc đầu mà mình ăn trái này sớm là nhiều khi là mình chinh phục mấy con tàu nó đã tiết kiệm thời gian hơn rồi á. Rồi và giờ mình sẽ tranh thủ mình lút xác nó luôn. Đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được cái thuyền hải thác. Vừa hết thời gian của cái dạng biến hình luôn chứ. Ôi nhưng mà sao mình mới lên thuyền cái mấy thanh niên này nhảy xuống biển hết rồi. Ok bỏ thuyền à. Ô bỏ thuyền tôi xin cái thuyền nha. Nhà đang thiếu cái thuyền nữa. Hợp lý ta. Tính ra mấy thanh niên hải tặc này cũng tâm lý phết. Cơ. Ồ biết mình đang thiếu thuyền cái mình lên thuyền cái cho mình cái thuyền luôn. Wow. Cộng một respect cho mấy thanh niên hải tặc nha. Nhưng mà mấy thanh niên này không hẳn là bỏ hết đâu. Ouch. Tay to mặt bự. Mấy tên tay to mặt bự này vẫn chưa tha cho mình à. Ê. Đừng. Cháy. Con quái vật vô duyên. Cái thuyền người ta nâng niu như vậy mà bắn vào cháy thuyền rồi sao. Đi vô khác. Quái vật vô duyên. Ồ như vậy trong đây còn nhiều quái vật lắm nha. Ồ không chỉ quái vật đâu, hải quân. Hải tặc cũng nhiều nữa. Được rồi, kiếm pháp của mình đâu rồi. Mình phải dùng tới kiếm pháp của mình thôi. Dùng kiếm pháp tiêu diệt cho nhanh ha. Hoài động lắm á. Hôm nay thấy gì chứ còn nóng. Kìa. Hắn có cái haki vô cái chùy luôn kìa. Này thì dám bọc haki vô hả. Xử gọn hắn luôn. Xong chưa? Còn tầng dưới nữa. Ồ trong rương này còn đồ nhiều lắm. Quên ta. Nhưng mà đồ này trước sau cũng là của mình mà. Tại vì đây là con tàu hải tặc mà nguyên vẹn. Thế nên mình sẽ dời đồ đạc nè. Rồi ẩm sư phụ cũng như những người bạn của mình qua đây ở chung với mình á. Khá là hợp lý luôn. À và nó còn có một cái bản đồ kho báu. Với cả một cái rương gỗ. Hợp lý nha. Em á nha, được hai cái rương trong ngày rồi. Bản đồ kho báu thì hơi xa nhưng mà để từ từ mình tìm hiểu sao. Giờ thì trước mắt là mình phải dọn sạch cái con tàu này cái đó. Ồ ở dưới này vẫn còn hải tặc nè. Ui còn đông là đằng khác á nha. Đông lắm, dưới này còn đông lắm. Sửa gọn hết luôn. Rồi xong rồi. Sạch sẽ đó. Giờ cái tàu này mình có thể đưa vào
kiểu như là ở được rồi, không có rén nữa. Ừ, dưới này còn vũ khí còn sót lại, có mấy tên thuyền viên trên tàu nè. À mà chắc sắp tới mình phải kiếm thêm những cái thành viên khác vô vô tàu này rồi. Ồ, mình kiểu như tuyển thêm đệ tử các thứ đồ á, để canh gác mới được. Chứ coi này, quái vật nó xuất hiện trên tàu nhiều còn hơn cơm bữa nữa, sao mà ở yên được. Ừ, phải tuyển thêm bảo vệ cho tàu rồi. Được á. Ok, nói làm liền. Giờ thì chắc mình sẽ đưa sư phụ với một vài người bạn mình qua đây trước đi ha. Ủa, gần đây nó còn có thủy cung à. Quay chỗ này hợp lý cực. Ban ngày thì mình có thể vào đất liền để đi khám phá, ban đêm thì ngắm ủa cái này là bình minh chứ. Ban ngày thì có thể ngắm được bình minh nè, ngắm được thủy cung, rồi ngắm được mấy nàng tiên cá da mạo đằng kia nữa. Trời ơi, cái chỗ này là hết sảy luôn rồi. Mà khoan nha. Có một chuyện quan trọng nha. Tình hình là cái Tome Rooms của mình nó gần hư mất rồi. Không ổn. Phải sửa nó thôi. Cái này có cường hóa được không nhờ? Mình cần cho nó một vòng chậm hỏng để nó dùng được lâu hơn chứ. Cái này mình thấy nó rất là mau hư nha. Có chậm hỏng không? Bảo vệ cũng được đi. Trời ơi, nó không cho thêm chậm hỏng trời. Đang thiếu chậm hỏng. Không có chậm hỏng thì thôi, mình ép cho nó sửa chữa cũng được. Đây, mình còn sách sửa chữa đây nè, để cho nó phục hồi lại độ bền thôi. Chứ cái này nó còn có vài độ bền xài, mình cũng hơi rén nữa. Rồi, đi sửa, một xíu mình sẽ đi sửa nữa ha. Trong lúc sửa thì mình sẽ ẵm sư phụ nè. 1, 2, 3, ba vị sư phụ cũng như bé sói qua cái nơi ở mới ha. Giống như lời mình đã nói lúc trước. Ui, con kia đừng có làm sằng làm bậy nha. Ui, hình thế. Trời đất ơi. Mình tưởng ba đó nó quật một phát cái sư phụ mình liệm rồi chứ. Cái con gồng, ôi con lăng quăng này. Láo thiệt. Tí nữa là ngươi làm sư phụ sợ hả? Này thì là láo nháo. Dưới này vẫn còn con à. Ui. Oh my god. Hậu quả của việc bật Haki quá lâu đấy. Ui, sư phụ đi vô, nó tấn công bây giờ. Ui. Từ. Mình sẽ xử lý mấy con này mới được. Trời, luôn một lát rồi. Trời ơi, đi ngắm lăng quăng. Thú vui tao nhã của sư phụ mình đi chăng. Tạm thời thì cái chỗ ở cũng đã giải quyết xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ tập trung đi khám phá để chúng ta tìm thêm rương trái quỷ đồ chứ. Hôm nay mình mới có 2 rương à. Chưa đủ KPI đâu. Rồi, đây. Ồ, cái thuyền này mình cũng khám phá rồi. Wow, tính ra cái vùng biển rộng lớn này mình khám phá gần hết rồi đó. Oh my god, mình nên né mấy con rồng ra đi. Nó làm phiền mình quá à. Ui, nó dí theo mình kìa, nó dám ngược theo chúa trời kìa. Con rồng nó liều thiệt. Ui, có cái tàu hải quân, đáp vô lẹ. Ui, mới tới thôi, nó chào đón mình bằng đạn khói kìa. Mấy cái tên này láo thiệt chứ. Được rồi, các ngươi chào đón ta bằng đạn khói thì ta sẽ chào đón các ngươi bằng một quả cầu sấm sét siêu to khổng lồ luôn. Tại các ngươi ép ta thôi. Mình cũng không muốn dùng kỹ năng đó đâu. Tại nó ép mình đó. Nhưng mà gián tiếp mình cũng bị ảnh hưởng nha. Đi coi trong mớ hỗn độn này có cái rương trái quỷ nào không. Không có rương trái quỷ rồi. Bên này thì sao? Có rương trái quỷ không? Ủa, cái rương này vẫn còn nè. Mà cũng không có rương trái quỷ luôn. Nữa lại chào đón bằng đạn. Nó lại ép mình dùng tuyệt kỹ nữa rồi. Thì ra các người muốn chọn cái chết được. Mình sẽ tấn công bọn chúng bằng kỹ năng quả cầu ha. Quả cầu nhỏ thôi. Quả cầu size M thôi. Chứ xài quả cầu size L giống như hồi nãy là mình cũng bị ảnh hưởng nên khá là nguy hiểm á. Tàu này thì có rương gỗ. Được nè. Ít ra phải vậy chứ. Rồi, bắt đầu may mắn hơn rồi đó. Cạnh đây có tới tận 3 con tàu lần hả ta. Đằng kia, đằng này, đằng kia. Ok, mình tạm khám phá con tàu gần trước đi. Mình đi theo cái tiến trình gần, từ gần tới xa trước đi ha. Giờ mình mặc kệ bọn chúng đi. Khám phá theo cách thủ công. Ui, không có rương trái quỷ rồi. Khám phá theo cách thủ công lúc nào cũng vậy đó. Thường là khá là nhỏ ha. Vì bọn chúng không cho mình rương trái quỷ nên mình sẽ cho bọn chúng đi xuống biển chơi.
Thôi đi xuống biển chơi đi mấy cưng. Hy vọng là mình cũng không có xuống biển chung với bọn chúng nha. Ồ mày quá. Không, mình không có, mình không có. Quýnh người ta mà tâm lý cứ bị sợ mình xuống biển chung á. Sợ thật. Rồi, mình sẽ dùng thêm một đòn siêu to khổng lồ xuống dưới đất. Để xem. Lần này. Lần này có hai gương gỗ. Được quá ta. Mà hôm nay sao kỳ nhờ, toàn là gương gỗ không à. Ồ, gần đây còn có tàu hải tặc nữa kìa. Mình thích những con tàu hải tặc. Đi 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 qua đó đánh chiếm thử. Let's go. Bây giờ chỗ này chật quá, mình đi ra hơi khó. Vô, một con tàu hải tặc. Thứ hai trong ngày. Để xem coi có rương trái quỷ không. Hình như là không á. Ồ đúng rồi, không có rương trái quỷ rồi. Ồ, toàn là tiền thôi à. Còn phía đằng này còn rương không? Còn một cái nè. Cũng không có rương trái quỷ luôn. Ui, thuyền trưởng cầm song kiếm kìa. What? Wow, 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 wow. Này thì cầm song kiếm hả? Mình một kiếm thôi mình cũng cân được rồi. Ui cân nha. Bây giờ bắt đầu có những tên cầm song kiếm rồi. Hên là hắn không có có bật haki đi ha. Phải tên đó mà bật haki là hơi mệt á. Wow. Căng đét luôn. Rồi, con tàu này cũng không có rương trái quỷ nên mình sẽ đi tiếp. Đánh nhanh cũng gọn thôi. Dùng biển này khá là nhiều tàu nên mình sẽ tranh thủ mình khám phá cho hết. Đằng kia có thêm một con tàu nữa cơ. Qua luôn nha. Ôi ôi. Kịp mấy công đây. Ôi, hên quá, suýt nữa thì rớt xuống nước rồi. Ôi nhưng mà tàu này bọn chúng xài xài đạn độc không à. Để mình tấn công bọn chúng trước cái đã. Để đi xuống cho nó dễ ha. Rồi. Quét sạch thôi. Có rương trái quỷ không? Bánh mì đâu nè. Lại là bánh mì. Toàn là bánh mì không vậy? Rồi, xong luôn. Không có rương trái quỷ luôn. Đánh chiếm theo cách vừa rồi thì tuy là có nhanh thiệt đó nhưng mà xác suất kiểu như mình mất đồ cũng khá là cao á. Ui trời trời ơi. Bọn chúng đánh kìa. Mà thôi kệ. Đánh nhanh gấp gọn mà. Chiến thuật bữa nay là đánh nhanh gấp gọn nhờ sức mạnh của trái Goro ha. Ui rồi, một hit một. Có rương không? Không có rương. Ái chà, 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 chà. Anh nên hung dữ vậy. Hung dữ vậy. Kiếm pháp thanh niên này ghê đấy. Ui mình phải lấy cái khiên ra mới được. Gặp mấy đối thủ căng một xíu thì mình cần phải có khiên thì mới chiến đấu lại á. Kìa, ăn một hit quả cầu sấm sét của mình mà không suy nhây kìa. Gặp mấy cái tên cầm song kiếm á, rất là ngán luôn. Con tàu này vẫn là không có rương trái quỷ rồi. Đánh nhanh cũng gọn nào. Một đòn quả cầu sấm sét cực mạnh xuống. Ôi trúng không vậy? Ui hụt rồi. Trời ơi đánh mà cũng cái chiêu đó mạnh thì mạnh thiệt nhưng mà nó khó để trúng chính xác cái điểm mà mình chọn lắm. Thôi kệ không sao. Mình đột nhập theo cách thủ công cũng được. À mình biết rồi, nãy giờ mình quên bật cái nội tại của cái trái Logia lên. Ở đây có thêm một cái rương gỗ nè. Hèn gì mình thấy sao bọn chúng đánh mình thốn dữ không biết. Thì ra mình quên bật cái nội tại lên à. Bảo sao nãy giờ hơi ăn hành nha. Rồi giờ thì chắc mình sẽ Ngọc Ender bỏ túi liền. Rồi để bây giờ mình sẽ lấy một vài cái đầu xương đen cái đã. Lần trước mình có nhặt khá là nhiều đây. 6 cái đầu xương đen nè. Mình sẽ kết hợp với một ít cát linh hồn ha. Nhưng mà bây giờ mình không có. Để mình đi xuống địa ngục mình lấy cát linh hồn cái đã. Thực ra thì mình chỉ cần cỡ 4 thôi. Để mình có thể triệu hồi Boss Wither ra để test sức mạnh của trái Goro nữa. Hồi nãy giờ mình test trên những con lăng quăng đồ các thứ mình thấy cũng khá là ổn áp á. Nhưng mà đối với Boss Wither thì sao? Sẽ thử nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ triệu hồi Boss Wither trước đi. Ừ mà để mình thủ sẵn combo cái đã. Hiện tại là mình sẽ kích hoạt cái dạng chúa trời nè. Quả cầu cực mạnh. Ok. Mình sẽ thêm một cái kỹ năng đi. Thêm cái kỹ năng eo tho này. Ok. Đó là những cái combo mà mình dự định sẽ dùng. Còn bây giờ thì triệu hồi Wither ra trước ha. Mình sẽ canh thời gian để chúng ta triệu hồi cái chiêu cuối luôn. Đây, mình sẽ dùng chiêu cuối xuống. Tầm bây giờ triệu hồi là vừa đó.
Kịp hay không đấy, kịp hay không đấy. Chính không, trúng không, trúng không. Wow. Oh my god. Chuẩn rồi. Wow, mình canh vừa chuẩn lúc mà cái quả quả cầu sấm sét khổng lồ rơi xuống ngay con boss luôn á. Và kết quả là mình có thể đánh bại boss Guider trong vòng một nốt nhạc thôi. Chu choa. Có thể nói cái trái Goro Goronomy là một trong những trái mạnh nhất từ đầu tới giờ mà mình ăn vô ha. Quá ghê gớm luôn. Nhưng mà có một điều khá là tiếc là hôm nay tuy chúng ta có được sức mạnh của đấng chúa trời, nhưng mà mình vẫn chưa có được bất kỳ một cái Haki mới nào. Mạnh thì mạnh đó, nhưng mà Haki thì mình vẫn chưa sở hữu được nên cũng khá là tiếc luôn. Bữa nay thì mình có khá là nhiều rương trái quỷ nè. Tổng cộng là 6 rương trái quỷ luôn nha. Hơi bị nhiều đó. Và số rương trái quỷ này mình sẽ để dành để chúng ta mở vào cái dịp mình ăn tăng gia cái con thuyền mới ha. Hy vọng là lúc đó chúng ta sẽ mở ra nhiều trái quỷ mới mẻ hơn, và cũng như có dịp để test những cái trái quỷ mà mình mở ra trong thời gian vừa qua nè. Với cả là hôm nay mình có một cái tấm truy nã mới, để coi coi giá truy nã của mình hiện tại là bao nhiêu. Ồ, 71.000 Bailey rồi. Được quá ta, lên giá rồi nha. Mình sắp đạt được cột mốc 100.000 Bailey tiền truy nã rồi. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ sớm đạt được ha. Rồi, và tóm lại trong ngày hôm nay thì chúng ta đã trải nghiệm được sức mạnh của đấng chúa trời Enel ha. Cực kỳ mạnh luôn. Với năng lực này thì mình có thể chinh phục những con tàu trong vòng một kỹ năng duy nhất thôi là quét sạch được rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm mở khóa được thêm những cái Haki để có thể tăng cường sức mạnh thêm nữa khi mà chiến đấu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp cùng với trên cái hành trình luyện Haki của mình ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.